xe cổ thì cũng làm nhiều linh kiện lắm. BM bây giờ nó làm ít lắm. Thế là các âm đời mới của anh, những đời mới của gì nó đúng mạnh, chả có lý tụng mấy con nào. Bỏ ra như lừa. Thế là thôi là không? Đổi 2 cái à? Đổi 3 à? Đổi 3 âm ni trước xong rồi lấy loa. Bây giờ mà mình lấy loa về học âm ni nghe thì vứt loa không ạ? Đúng không? Mình phải nghe tạm đôi anh xong rồi bán đôi kia đi.